Quý vị thân mến, Nhật Bản được mệnh danh là một đất nước của những sáng tạo phục vụ cộng đồng. Một công trình mới được hoàn thành đã góp phần minh chứng cho điều đó. Dự án quy tụ 17 nhà thiết kế, kiến trúc sư nổi tiếng của xứ sở hoa anh đào. Họ đã tham gia một dự án đặc biệt tạo nên những công trình thiết kế tinh tế nổi bật, mang tới những hình ảnh khác biệt cho hệ thống nhà vệ sinh công cộng của thủ đô nước này. Chuỗi dự án cải tạo 17 nhà vệ sinh công cộng mang tên The Tokyo Toilet do Văn phòng Cải tạo quận Shibuya cùng quỹ Nippon phối hợp triển khai từ năm 2018 với mục tiêu xóa bỏ hình ảnh nhà vệ sinh bẩn thỉu hôi hám. Sau 5 năm, toàn bộ 17 nhà vệ sinh trong diện quy hoạch đã được hoàn thiện thi công, mỗi thiết kế đều mang những ẩn ý riêng. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2024, Hiệp hội Du lịch Shibuya hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ gọi xe Niami mở tour tham quan 17 điểm nhà vệ sinh công cộng đặc biệt này. Chi phí du khách phải chi trả là 33 đô la Mỹ cho một tour, tương đương 824.000 đồng. Nhà vệ sinh là biểu tượng của văn hóa hiếu khách nổi tiếng thế giới của Nhật Bản. Chúng tôi muốn quảng bá các nhà vệ sinh như một nguồn tài nguyên du lịch mới đến với cả du khách trong và ngoài nước. Không chỉ rất sáng tạo và đầy thú vị, mỗi điểm nhà vệ sinh công cộng này đều có lối đi riêng dành cho xe lăn, thân thiện với người khuyết tật. Do tất cả các công trình đều ở ngoài trời, nhiều điểm còn có không gian mở nên đòi hỏi hệ thống bảo trì thích ứng được với các yếu tố thời tiết và được dọn dẹp thường xuyên.